Xin chào anh chị, đây là bài bán buôn, tức là sau khi anh chị xong được 1,5 triệu đến 2,5 triệu thì anh chị học cái bài bán buôn, chúng ta am hiểu về cái ngành kinh doanh đội nhóm online này làm như thế nào, cũng như là cái cách chúng ta sẽ bắt đầu làm sao nó hiệu quả nhất. Thì chúng ta sẽ đi vào 3 nội dung chính. Nội dung đầu tiên là tiềm năng và bản chất của bán buôn online là gì. Thế thì chúng ta hãy hiểu như thế này, bán buôn online có thể hiểu đơn giản là nó y nguyên cái mô hình bán buôn truyền thống, y nguyên cái mô hình bán buôn bánh kẹo, y nguyên cái mô hình bán buôn quần áo, hay là bất cứ một cái công việc bán buôn truyền thống như thế nào. Thì chúng ta làm y nguyên như vậy nhưng diễn ra trên Facebook, trên Zalo. Ok không? Lợi thế ở đây sẽ là gì? Bạn hãy ghi nhớ những cái lợi thế này để bạn tự tin vào công việc kinh doanh này. À, bởi vì chúng ta làm bất cứ điều gì chúng ta phải biết là nó hay ở đâu, nó hay như thế nào. Sau đó chúng ta mới làm được. Còn chưa tập trung vào nó hay, chưa thấy nó hay, chưa có cảm hứng nào với nó thì bạn chưa gặt hái được thành công đâu. Bởi vì nó công việc đó nó phải sản sinh cho bạn những cái cảm hứng làm việc, sự sáng tạo và năng lượng làm việc. Ok. Rồi, vậy thì cái ưu thế của nó chính là một cái công việc kinh doanh nhưng bán vô cùng ít hàng, chỉ có 1,5 triệu vẫn có thể kiếm được 10, 30, 50, thậm chí 300 triệu một tháng. Mà 1,5 triệu những sản phẩm đơn giản như sữa tắm, kem đánh răng, rồi chất xơ cao cấp, rồi vitamin, rồi canxi tự nhiên đều những sản phẩm rất là thiết yếu, hay omega 3. Vậy có nghĩa là gì? 1,5 triệu này có thể đến từ việc dùng một chút, bán một chút. Thậm chí có những chị dùng cũng là quá 1,5 triệu, có những chị dùng đến tới 2,5 triệu, có những chị dùng nhiều hơn. Bởi vì nếu anh chị có kiến thức về dinh dưỡng, các anh chị có kiến thức về bảo vệ sức khỏe, chăm sóc sức khỏe chủ động, các anh chị sẽ muốn dạy điều đó, lan tỏa điều đó cho những người xung quanh, và trước tiên đó là bố mẹ hai bên, rồi con cái và bản thân chúng ta, bảo vệ bản thân mình. Và anh chị sẽ thấy dinh dưỡng là xu hướng của thế kỷ 21. Thế kỷ 21 không phải là thế kỷ có ăn ngon nữa, mà là ăn cái gì nó giàu dinh dưỡng, ăn cái gì nó sạch. Rõ ràng chúng ta biết ngày nay rất nhiều người trả nhiều tiền để mua những sản phẩm sạch, ví dụ rau sạch, gạo sạch, hay là thịt lợn sạch, thịt bò sạch. Đấy, chúng ta thấy cái xu hướng ăn dinh dưỡng bây giờ là xu hướng rồi. Và ngay cả ăn những sản phẩm như kiểu thịt lợn sạch hay là thịt bò sạch vẫn chưa đảm bảo là chúng ta cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho một ngày. Đấy, có thể là thừa cái này nhưng lại thiếu cái kia. Vì vậy xu hướng xa hơn nữa, người hiểu biết hơn nữa, người ta hiểu rằng cái ngành công nghiệp thực phẩm bổ sung là một ngành công nghiệp tuyệt vời. Đấy, cái mô hình kinh cái sản phẩm thực phẩm chức năng hay thành cái sản phẩm thực phẩm bổ sung là một trong những sản phẩm rất cần thiết cho tương lai. Đấy, rất cần thiết cho mọi người muốn bảo vệ sức khỏe của mình. Và hãy tìm hiểu kỹ hơn về cái sản phẩm dinh dưỡng của Vinfem, nó ra đời không phải có ý nghĩa thương mại, tức là không phải sản xuất bán để kiếm lời là chính, mà sản phẩm đó nó ra đời có ý nghĩa hết sức nhân văn, với mong muốn là giúp cho xã hội này trở nên tốt đẹp hơn, giúp cho mọi người khỏe mạnh hơn, và đặc biệt nó là hỗ trợ ngay cả những người ở những cái trạng thái vô cùng nguy kịch đều có thể phục hồi trở lại, rất nhiều người đã phục hồi trở lại. Thì hãy tìm hiểu thật kỹ về sản phẩm. Ok, rồi tiếp nữa, chúng ta ngồi nhà có thể mở rộng xây dựng một công việc kinh doanh khắp cả nước, thậm chí xây dựng công việc kinh doanh toàn cầu. Đấy. Ngồi nhà xây dựng một công việc kinh doanh toàn cầu. À, và đảm bảo đây là mô hình kinh doanh 100%. Chúng tôi không bao giờ làm theo cách một công ty kinh doanh đa cấp lừa đảo. Một công ty kinh doanh đa cấp lừa đảo bạn có thể dễ nhận ra theo kiểu là tham gia thường là phải đóng một khoản tiền, và thường là mời người và kiếm tiền của nhau, hoặc tham gia buộc phải mua một lượng hàng, và đa phần cái hệ thống đó hay cái mạng người đó thì hàng chỉ tiêu thụ trong cái hệ thống đó mà thôi, không bán được ra ngoài thị trường. Hoặc các công ty đó có những chính sách để rồi bạn được cấy những cái mã ảo để rồi đó là chiến lược kiếm tiền, thì đó thường không phải là một mô hình kinh doanh bền vững theo quan điểm của tôi. Mà tôi làm một công việc kinh doanh chân chính, một công việc kinh doanh thực sự, mà ở đó phát triển bản thân mình, kỹ năng lãnh đạo của mình, hiểu biết về kinh doanh của mình, rồi giúp đỡ người khác, hướng dẫn cho người khác trở thành một người có tố chất kinh doanh mới là điều quyết định sự thành công. Hãy nói chính xác, yếu tố con người là quan trọng nhất. Ok, và tôi cam kết bằng sự hiểu biết của mình, đọc hàng chục cuốn sách, hàng trăm cuốn sách về thành đạt cũng như là về cái ngành kinh doanh đội nhóm này, tôi có thể cam kết rằng đây là một mô hình kinh doanh cực kỳ thông minh, vô cùng hiệu quả và đầy tiềm năng. Đặc biệt nếu anh chị biết thì nó có những chìa khóa để thành công rất lớn và rất nhanh. Nhưng nếu không biết thì chúng ta cứ loanh quanh luẩn quẩn mãi không thành công. Vì thế có cuốn sách còn mang tên đây là ngành kinh doanh dành cho những người thông minh. Đấy, mô hình kinh doanh nó rất thông minh. Ok, và rõ ràng mô hình kinh doanh này cho phép chúng ta ngồi nhà có thể kết nối hàng trăm, hàng triệu tài khoản Facebook vào, hướng dẫn cho họ cái cách bắt đầu, hướng dẫn cho họ bán một chút, dùng một chút, là chúng ta kết nối được hàng trăm, hàng triệu người. Thì doanh số số của chúng ta tạo ra, doanh số công việc kinh doanh của chúng ta, doanh số cái
cái đội nhóm kinh doanh của chúng ta lên tới hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ và doanh thu hàng trăm tỷ một tháng, thì một năm nó là doanh thu nghìn tỷ, là một doanh nghiệp vô cùng lớn. Đây là sự kỳ diệu. Ok, chúng ta sang ý số 2. Vậy thì cái cách tính thu nhập của cái mô hình bán buôn online như này như thế nào và phân biệt được với mô hình đa cấp lừa đảo? Đấy. Thế thì lưu ý là thu nhập của bán buôn giữa là sự thu nhập của bán buôn giữa các đại lý trong kinh doanh truyền thống là sự chênh lệch về mặt chiết khấu, đúng không? Ví dụ đây, tôi lấy ví dụ như này được để anh chị hình dung. Ví dụ trong kinh doanh truyền thống chẳng hạn, thì trong kinh doanh truyền thống thì rõ ràng là ví dụ một đại lý, đây đại lý cấp 1, doanh số lớn, chiết khấu sẽ cao, ví dụ 21% chẳng hạn. Chúng ta nhập một lượng hàng là một, giả sử 1.000 chiếc áo về, chúng ta bán lại cho 5 đại lý, mỗi đại lý người ta nhập cho mình 200 chiếc áo, thì đương nhiên mình sẽ chiết khấu cho người ta thấp hơn. Ví dụ mình được hãng chiết khấu 21%, về mình chiết khấu cho người ta 12%, vậy mình hưởng chênh lệch là 21 trừ 12 là 9. Tôi lấy ví dụ như vậy, ok không? Thì đấy là bản chất của thu nhập trong bán buôn truyền thống. Thế thì ở đây cũng vậy thôi. Đây, bạn thử xem cái thu nhập trong công việc này nó cũng thế. Ví dụ cuối tháng chúng ta tạo ra, cuối tháng chúng ta tạo ra 4 nhóm kinh doanh, mỗi nhóm có doanh số là 1.200 PP, 1.200, 4.000. Đấy, mỗi một PP thì tương ứng là 13.750 đồng. Đây là doanh số trước thuế, tức là doanh số mà chúng ta gửi cho công ty thì bão bao gồm thuế, thì công ty sẽ lộp 10% thuế, còn lại là doanh số để tính thu nhập. Thế thì 1.200 PP tương ứng là gì? Ví dụ 1.000 PP tương ứng là khoảng 13 triệu, 1.200 PP nó khoảng độ 16 triệu, ví dụ thế. 16, và cái này nó khoảng độ trên dưới 50, ví dụ thế. Đấy, thì nó khoảng độ rơi vào tình trạng nó đội nhóm này nó khoảng độ 130 đến 150 triệu, tôi lấy ví dụ. Thì thu nhập của chúng ta sẽ tính như sau. Dựa vào bảng chiết khấu này, chúng ta sẽ biết cấp bậc. Đấy, ví dụ 1.200 thì nó đây, nó là 9. Đấy. Tất nhiên nó còn những cái cấp bậc nhỏ nhỏ xe nữa, thì bạn hãy tìm hiểu kỹ hơn. Của đây tôi lấy ví dụ tóm tắt để bạn dễ anh dùng. 1.200 tương ứng là 9, 4.000 tương ứng 15. Đấy, bạn 10.000 thì tương ứng 21%. Hãy làm quen rằng với những con số người ta gọi là điểm kinh doanh. Ở đây có 4.000, 4.000, 1.200, 1.200. Cá nhân mình 200 điểm cá nhân. Nhà cá nhân luôn bán từ 1 đến 200 PP. Đấy. Thì tôi lấy ví dụ trong trường hợp này, giả sử là 200, bởi vì chúng ta là bảo trợ mà chúng ta cần làm gương cho nhóm. Thì tổng doanh số nhóm là khoảng 10.600 PP, nó tương ứng là 21%. Vậy thu nhập sẽ tính là 21 trừ 9 nhân 1.200 nhân với lại cái điểm PP này 13,75, tương ứng là 1.980.000. Tương tự như vậy, nhánh thứ hai bạn cũng được hưởng 1.980.000, nhánh thứ ba bạn được hưởng 3.3 triệu. Đấy. Và 200 PP do bạn bán thì cũng được hưởng chọn 21% trên doanh số đó bạn tạo ra. 200 nhân 13,75 nhân 21 lại ra 580.000. Như vậy thu nhập trong tình huống này của bạn khoảng 11 triệu, tôi lấy ví dụ như vậy. Tổng doanh số nó khoảng độ 135 triệu, ví dụ vậy. 135, 140 triệu thì bạn được hưởng khoảng 11 triệu, tương ứng khoảng độ 8-10%. Trung bình là thế. Đương nhiên nếu bạn xây nhiều chân hơn, thu nhập sẽ cao hơn. Như vậy chúng ta thấy bản chất thu nhập ở đây thì nó hoàn toàn giống bán buôn bán lẻ truyền thống, không có gì là đa cấp lừa đảo gì cả, đúng không ạ? Ok, thì đấy chính là bản chất của thu nhập bán buôn online ở đây. Không có gì liên quan tới đa cấp lừa đảo gì cả. Và một lần nữa tôi cũng cam kết, ở đây chúng tôi không bao giờ làm theo mô hình đa cấp lừa đảo, không bao giờ có kiểu mời người tham gia kiếm tiền của nhau. Ok. Rồi và bây giờ sang phần cuối cùng, đó là mục tiêu và cách bắt đầu. Thì khi làm công việc kinh doanh này sẽ có 3 mục tiêu chúng ta lựa chọn. Mục tiêu thứ nhất là sở hữu một công thức, sau 3 tháng kiếm được 10 triệu. Có những người 15 ngày đã làm được công thức này rồi. À, tạo ra một đội nhóm khoảng trên dưới 40 người. À, và nếu như bạn chỉ dừng lại mức độ muốn làm thêm vui vui, kiếm 10 triệu thì bạn chỉ cần dành 1-2 tiếng một ngày, khoảng 3 tháng là làm được. Có những người thì 15 ngày, tôi nhắc lại có những người 15 ngày. Mục tiêu số 2 bạn có thể hướng tới, đó là sau khi bạn sở hữu công thức 1, công thức kiếm 10 triệu, thì bạn tuyển 6 người và dạy họ cách kiếm 10 triệu, thì bạn lên một chức danh người ta gọi là chức danh Diamond. Và lúc này thu nhập của bạn nó dao động khoảng từ 50 tới 100 triệu, được tặng một chiếc xe Mercedes hoặc nhà. À, và để làm được điều này thì tôi khuyên là bạn hãy dành từ 3 đến 4 giờ một ngày. À, và trung bình từ 6 đến 12 tháng là làm được, rất nhiều người làm được rồi. Mục tiêu số 3 là sẽ kiếm từ 300 cho đến khoảng 6 đến 800 triệu một tháng. Thì cần đạt chức danh Sapphire President. Bằng cách nào? Bằng cách là công thức hóa ở cái bước số 2 này, ở mục tiêu số 2 này, công thức hóa cách lên Diamond. Và khi đó bạn tuyển 12 người dạy họ lên Diamond thì bạn đạt chức danh gọi là Sapphire President. Lúc đó tổng tiền thưởng của bạn nó khoảng 24 tỷ và được tặng 4 chiếc xe Mercedes. Ừ. Và tốt nhất để làm điều này nó là dành phần lớn tất cả thời gian dành của bạn, nếu dành thời gian hành chính càng tốt. Đấy, khoảng 5 giờ một ngày là ít nhất, và trong khoảng từ 2 đến 10 năm tùy vào tài năng của bạn. Thế thì doanh số để tạo nên chức danh Diamond nó khoảng 900 triệu trở lên. Và hãy nhớ,
tạo doanh số đội nhóm khoảng 900 triệu. Mà là đội nhóm nhé, chứ không phải là mua một đơn hàng 900 triệu mà được tặng đâu, mà phải xây dựng được một đội nhóm kinh doanh thực sự. Ok. Và khi đó thì bạn sẽ được tặng một chiếc xe Mercedes trị giá khoảng 1 tỷ rưỡi, 1 tỷ rưỡi Mercedes C200. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Vậy thì với ba mục tiêu trên, bạn muốn đạt mục tiêu nào? Bản thân tôi, mục tiêu đó là mục tiêu số 3. Bởi vì tôi thấy đây là một cơ hội kinh doanh tuyệt vời, không vốn có thể kiếm khoảng trung bình 300 triệu. 300 triệu ở đây đó là dòng tiền. Thế nào là dòng tiền thì hãy tìm hiểu về cái video nói về cấp số nhân. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu công việc này như thế nào? Đây người ta gọi là quy trình 6 bước tuyệt vời và bạn hãy bám sát nó. Thứ nhất, bạn đã nghe về cái bài mô tả công việc, đó là cái am hiểu để giúp bạn đưa ra quyết định, tìm hiểu thêm về nó, quyết định thử làm về nó đúng không ạ? Đó gọi là bài mô tả công việc. Sau đó cái người hướng dẫn đã dạy cho bạn cách bắt đầu, cách bán hàng đúng không ạ? Cách bán hàng. Ok, cái cách bán hàng đầu tiên như thế nào? Rồi bạn được nhận một cuộc gọi định hướng, phân tích lý giải về tiềm năng, về cái hay, và tiếp theo việc tiếp theo bạn cần làm là gì? Cuộc gọi định hướng bạn cũng đã nghe rồi. Và tôi khuyên là ba bước này bạn nghe rồi thì bạn hãy đúc kết lại, bạn hãy ghi chép lại, bạn hãy nhớ lại ngày xưa bạn được tiếp cận nó như thế nào. Hãy ghi lại, đấy là con đường nhanh nhất để thành công. Và hôm nay bạn đang học bài bán buôn. Bán buôn cũng lại là bài mà bạn cần phải ghi chép vào sổ và sau này bạn cần phải dạy lại cho người khác. Ok. Và bước tiếp theo đó là bạn học thái độ với sự từ chối. Hãy tìm video này để học và để am hiểu kinh doanh là như thế nào. Và cuối cùng, bạn sẽ học một cái kỹ năng thiết lập cuộc hẹn. Rồi bạn lập một danh sách khoảng 30 người quen. Ok, khoảng 30 người quen. Bạn thuần thục các kịch bản thiết lập cuộc hẹn, đa dạng nó này. Và rồi bạn cần, nếu bạn hướng dẫn người khác thì bạn cần chốt rắn với họ. Còn nếu bạn là một cộng tác viên sau khi học bài bán buôn xong, sau khi học kỹ năng thiết lập cuộc hẹn thì bạn cần cam kết dẫn ứng viên, tạo một cái nhóm ba kênh và người bảo trợ sẽ tuyển dụng giúp bạn những người đầu tiên. Chỉ khoảng 5 phút, chỉ khoảng 5 phút ứng viên sẽ hiểu về công việc này và nó hay ở đâu. Ok, thì đấy là những cái bước đi đầu tiên, 6 bước đi quan trọng để thành công trong mô hình kinh doanh bán buôn online đầy tiềm năng này. Ok, chúng ta sẽ gặp nhau ở những video tiếp theo.